Trần Phi Vũ nói xấu Trương Tịnh Nghi, đàn gái cũng không vừa, cặp kè người mới dằn mặt đối phương. Chiếc bật lửa và váy công chúa đang là phim ngôn tình hoa ngữ nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo khán giả châu Á. Mới đây, cư dân mạng lan truyền khoảnh khắc Trần Phi Vũ nói xấu Trương Tịnh Nghi. Điều này làm dấy lên nghi vấn bằng mặt không bằng lòng của cặp chị em hot nhất nhì showbiz hiện tại. Sau thời gian dài làm mưa làm gió trên màn ảnh, phim truyền hình Chiếc bật lửa và váy công chúa đã chính thức khép lại với cái kết đẹp dành cho các nhân vật. Sau khi vượt qua nhiều khó khăn, Chu Vận, Trương Tịnh Nghi và Lý Tuân, Trần Phi Vũ đã đăng ký kết hôn và nhận được nhiều lời chúc từ người thân bạn bè. Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau một khoảnh khắc thú vị của Chu Vận và Lý Tuân trong phim. Lúc này, Lý Tuân đang ngồi ăn với bạn thì được hỏi về tài nghệ nấu ăn của Chu Vận. Không chút chần chừ, anh khẳng định Chu Vận nấu ăn thực sự không nuốt nổi. Điều này khiến anh bạn gật gù và xem đây là điểm yếu hiếm hoi của nàng công chúa. Phân cảnh trên khiến netizen rần rần và không ngừng réo Trương Tịnh Nghi vào, kêu cô hãy trừng phạt Trần Phi Vũ vì đã nói xấu mình trên phim. Được biết, cặp đôi có mối quan hệ rất tốt đẹp và thân thiết với nhau sau màn hợp tác trong Chiếc bật lửa và váy công chúa. Khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào lần tái hợp của cặp đôi trong thời gian tới. Một số bình luận của khán giả, có khuyết điểm tí nhưng người ta vẫn là công chúa. Nếu tôi là Chu Vận, tôi sẽ ký đầu Lý Tuân vì dám chê nóc nhà. Cặp này đóng chung trong một bộ phim cổ trang chắc đỉnh lắm. Cảnh hậu trường siêu ngọt của phim này làm tôi nhớ đến Em là niềm kiêu hãnh của anh. Hiện phim Chiếc bật lửa và váy công chúa đã mở những tập cuối dành cho một số đối tượng khán giả nhất định. Nhiều tin đồn về khả năng cởi trói couple sau phim của cặp đôi đã được tung ra nhưng tất nhiên vẫn chưa có căn cứ để xác định. Ở một diễn biến khác, ngay sau khi phim vừa kết thúc, mạng xã hội đã rộ tin Trương Tịnh Nghi sắp có tình mới. Theo đó, gần đây cư dân mạng đang truyền tay nhau tin đồn bộ đôi diễn viên Đàn Kiện Thứ và Trương Tịnh Nghi sẽ hợp tác với nhau trong bộ phim điện ảnh Vương Cân Cân, Người mà tôi đã đánh mất hai lần. Được biết đây là bộ phim lấy đề tài hôn nhân, kể về đôi vợ chồng đã kết hôn được 5 năm và có hai đứa con. Nhiều vấn đề trong cuộc sống đã khiến họ dẫn đến quyết định ly hôn. Sau đó, để cứu vãn tình yêu, họ đã bước chân vào con đường tìm lại những hạnh phúc trong quá khứ. Ngay sau khi được đăng tải, bài viết đã thu hút sự chú ý không nhỏ của cư dân mạng. Nếu như tin đồn trên là sự thật thì đây sẽ là cơ hội giúp Trương Tịnh Nghi thoát khỏi hình tượng trong sáng thuần khiết để thủ vai một bà mẹ đã hơn 30 tuổi và có hai đứa con. Điều này khiến cho không ít người cảm thấy thích thú và hóng chờ vào màn biến hóa của công chúa nhỏ Chu Vận. Tuy nhiên, một bộ phận người hâm mộ lại tỏ ý phản đối Trương Tịnh Nghi tham gia vào dự án này vì cho rằng đoàn phim có nhiều thứ không tốt và hơn cả là hình tượng nhân vật của bộ phim không phù hợp với nữ diễn viên. Bởi lẽ hiện tại Trương Tịnh Nghi vẫn đang ở độ tuổi khá trẻ, việc hóa thân vào một nhân vật như vậy được cho là khá nặng đô với cô nàng. Sau thành công vang dội của Chiếc bật lửa và váy công chúa, Trương Tịnh Nghi đang là cái tên được công chúng vô cùng quan tâm thời điểm hiện tại. Bộ phim đã giúp ngôi sao trẻ thu về hơn 1,5 triệu khán giả cho riêng mình, đồng thời giúp tên tuổi của cô được biết đến rộng rãi hơn. Trong khi đó, Đàn Kiện Thứ cũng là một diễn viên quen mặt với những khán giả yêu thích phim hoa ngữ. Hiện tại, anh đang trong quá trình ghi hình cho dự án cổ trang cấp S+ Trường Tương Tư, hợp tác cùng Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi.